Hey, tính ra là hôm nay trời đẹp quá ta. Đúng là một ngày thật là đẹp để có thể đi trồng lúa với lại là nuôi mấy con bò mà. Ok. Ơi Sam ơi, Sim ơi, hai người trồng lúa vậy nuôi bò ở đâu rồi? Tính ra là Simmy giỏi quá ta. Nuôi mấy Không, con bò mập không, ấy là mập không. luôn. Mấy con bò tôi nuôi nó mập ú nu luôn nè. Ủa, Trời ông ơi. ăn tôi cũng trồng giỏi sao ông không ăn tôi? Ông khoan xin hoài vợ tôi trồng hay quá trời nè. Ok, trời ơi, tôi chưa kịp khen mà. Đây đây bên này nè. Tính ra là Sammy cũng giỏi quá ha. Sammy trồng được cà rốt nè, khoai tây nè, củ dền nè, với lại lúa quá trời luôn. Kiểu này là bọn mình không sợ bị đói nữa rồi. Quá là giỏi luôn Rất nha. nhiều Ok. Ê, mà quên, từ nãy đến giờ chắc mọi người vẫn đang thắc mắc lắm đúng không? Tại sao bọn mình lại có một cái khu nhà quá là đẹp đúng không mọi người? Hiện tại á là mình với Sim Sam đã ở trong cái thành phố zombie này được nửa năm rồi. Cho nên trong thời gian nửa năm đó thì bọn mình đã cùng nhau xây dựng được cái căn cứ như thế này nè. Đây, mọi người xem nè, đây. Ở chỗ này á là mình có một cái chỗ để chúng ta có thể tập bắn súng nè bạn. Đấy. Còn bên này chính là cái khu nông sản dùng để trồng lúa nè, trồng khoai tây, cà rốt các kiểu nè. Với lại bên này là chỗ để nuôi gà, nuôi bò, nuôi cừu đó, thấy không? Mà tiếc là không có nuôi heo được bạn ơi, tại mấy con heo trong thành phố này bị biến thành zombie hết trơn rồi. Không hiểu sao mấy con zombie nó lại cắn mấy con heo để cho mấy con heo biến thành heo zombie luôn bạn ơi, lạ thật luôn á. Cho nên bọn mình không nuôi heo được. À quên, còn trong này là nhà kho nè, đây để mình khoe mọi người nha. Đấy, rồi ở bên đây bọn mình còn có thêm cả thịt gà nữa nè, rồi trứng gà nè. Ở bên chỗ này thì có cả lúa, mía nè, cà rốt và với lại là khoai tây. Đấy mấy bạn thấy không? Trong thời gian nửa năm thôi mà bọn mình đã có thể xây dựng được một cái căn cứ rất là hiện đại luôn. Đấy. À mà khoan đã, quên mất, để mình giới thiệu cho bạn. Đây, xin giới thiệu mọi người, đây chính là một cái này gọi đúng là gì ta? À, thang máy, đúng rồi. Đây chính là một cái thang máy. Bởi vì á bọn mình phải sống ở trên cao để tránh bọn zombie nghe được mùi của bọn mình. Chính vì như vậy, để đỡ phải gọi là leo lên xuống bằng cái dây leo mỏi tay thì mình đã chế tạo cho bọn mình một cái thang máy. Đây, xin sao ơi, qua đây, chúng ta cùng nhau test thang máy cho bạn fan xem nào. Vô đây đây. Đây, cho liền. Rồi ok. Thì chỉ cần vô trong thang máy sau đó bấm nút một cái thì chúng ta sẽ được lên trên nhà của bọn mình ở trên đây. Xịn chưa? Xịn chưa? À mà khoan đã, mình cũng quên giới thiệu với mọi người, đây chính là nhà của bọn mình sau khi sửa sang xong nè. Đấy, trong thời gian nửa năm thì bọn mình đã gọi là xây dựng cho nó hiện đại hơn và bọn mình đã đập cái bức tường ở đây thay thế bằng kính để có thể ở bên đây bọn mình có thể quan sát bọn zombie ở bên dưới, với lại là có thêm cả ánh nắng mặt trời nữa chiếu vô đây để gọi là có được ánh sáng bạn ơi. Chứ ở trong đây mà nó không có cửa sổ hay gì thì nó sẽ rất là ngợp ngạt luôn. Đây, ở đây bọn mình còn có cả thêm một cái kho vũ khí nữa nè mọi người ạ. Đó, có rất là nhiều súng mà Simmy lần trước đã cho bọn mình. Với lại là trong thời gian á bọn mình cũng đã đi kiếm được rất là nhiều thêm cả lựu đạn nè, với lại là máy cưa nè, súng phóng lựu và rất là nhiều những vũ khí khác nữa. Đấy, ở bên này thì mình có thêm một cái dàn máy tính, mấy bạn biết để làm gì không? Đây, thật ra cái dàn máy tính này không phải là dùng để lướt Facebook hay là coi YouTube đâu nha. Cái dàn máy tính này á là để kiểm soát bọn zombie. À, ở đây mình có một cái camera nè mọi người. Cái camera này á chúng ta có thể quan sát được xung quanh. Đó, bạn thấy không? Đây là quan sát xung quanh nhà của mình nè. À, còn chúng ta có thể quan sát được cả bên ngoài nữa, thấy không? Đó. Mấy bạn biết để làm gì không? Là bởi vì á để tránh trường hợp mà zombie ở bên ngoài quá đông thì mình đã làm cái camera này để có thể quan sát bọn chúng. Rất là hợp lý luôn đúng không nào? Rồi, để mình xem coi xung quanh có cái gì không. Rồi ok, để check thử camera số 5 coi. Có vẻ ngày hôm nay là một ngày khá an toàn, không có một con zombie nào cả. Được đó. Ủa ai kia? Ủa, một người tóc màu cam. Ủa người đó là ai vậy ta? Ủa cái gì kỳ vậy ta? Rõ ràng hình như là mình mới vừa thấy ai đó thì phải. Ê Sim Sam ơi, ở trong thành phố này còn ai khác ngoài tụi mình không? Hình như tôi mới vừa thấy ai đó chạy ngang qua hay sao á. Ông nói giờ tính ra trong thành phố này chỉ còn ba tụi mình thôi, lấy đâu ra người nào nữa? Chắc ông nhìn nhầm Ủa? Rồi á. Làm gì có chuyện nhìn nhầm, tôi rõ ràng là thấy có người chạy ngang qua đó. Người này á có một cái mái tóc màu cam, tôi còn chưa rõ là con trai hay là con gái nữa, nhưng mà tôi thấy người đó chạy ngang qua. Đâu để tôi xem lại coi. Check thử mấy camera khác coi có không. Ủa? Khoan, từ từ, hình như tôi thấy. Ủa? Ê, hình như là có người thiệt nè. Tôi nhìn thấy nè. Ủa, mà khoan, hình như bạn này đang bị zombie tấn công hay sao nè. Ủa? Đúng rồi. Đang bị zombie tấn công nè. Ôi, hình như là bạn bạn ấy đang đang bị zombie tấn công hay sao á. Tôi check camera tôi thấy bạn ấy đang bị zombie đánh nè.
Ui, thôi không xong rồi Sim Sam ơi. Tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta cần phải xuống dưới để giải cứu cái bạn kia thôi. Không thôi bạn ấy sẽ bị zombie cắn mất. Bạn ấy sẽ bị biến thành zombie luôn đó. Mọi người chắc là không cần nhiều thời gian đâu, đi thôi mọi người. Đi thôi, nhanh lên mọi người. Trời ơi, lại tiếp tục có thêm một người mới xuất hiện nữa rồi. Ủa rồi cái bạn này tại sao vẫn còn ở trong cái thành phố này vậy ta? Ui, Sim Sam lại đây coi nè. Ủa? Đừng lại gần ta. Yên tâm, bạn yên tâm, có tôi ở đây rồi. Để tí, mọi người cẩn thận nha. Bạn yên tâm, bạn tránh ra, bạn tránh ra, để mình. Zombie nè. Ôi, may quá. Trời ơi, có mỗi ba con zombie thôi mà đánh mệt quá trời quá đất luôn á. Ôi, ê, bạn gì đây, bạn có sao không vậy? Mấy bạn là ai vậy? Bọn tôi là những người còn sống sót ở trong cái thành phố zombie này nè. Nhưng mà khoan từ từ, bây giờ không nên đứng ở ngoài đây để nói chuyện đâu. Chúng ta cần phải vô trong căn cứ trước. Nhanh lên, đứng ngoài đây nguy hiểm lắm. Vô đây, vô đây. Thấy là trong người an toàn không vậy? An toàn, chết đây chính rồi. Là căn cứ của bọn tôi mà, yên tâm đi. Vô, đóng lại nè. Ok, an toàn rồi đó. Trời ơi, đáng sợ quá à. May mà có mọi người ở đây á, không chắc tôi sẽ gặp nguy hiểm quá à. Cảm ơn mọi người. Yên tâm nha. Không sao đâu, chỗ này rất là an toàn, cậu đừng có lo nha. Trời ơi, cảm ơn bạn nhiều. Nhưng mà, ủa mọi người... Cái gì ghê, mọi người tránh xa bạn kia, bạn kia là zombie đó. Bạn kia là zombie đó, mọi người, bạn ơi, bình tĩnh, bạn ơi, bình tĩnh đi, tôi không phải là zombie, tôi chính xác là zombie, tôi là zombie, nhưng mà bạn yên tâm, tôi sẽ không làm hại bạn đâu, tại vì á, mặc dù là zombie nhưng mà tôi có một ý thức của một con người, cho nên là bạn đừng lo nha, tôi không làm hại bạn đâu. Thật không nhở? Thiệt mà. Cậu nhìn đi, tôi là con người nè, không lẽ bây giờ hai người con người đi chơi với zombie đúng không? Đúng rồi. Hợp lý. Trời ơi, may quá à. Ủa, mà khoan, tính ra là cái thành phố zombie này đã bị niêm phong lại rồi, đâu có ai được vào trong thành phố zombie này đâu. Với lại là mọi người cũng đã sơ tán hết rồi, tại sao bạn lại có mặt ở đây vậy? Thật ra tôi không phải là người ở đây, tôi là người ở thành phố khác à. Và nghề của tôi á, tôi là nhà báo, và tôi định viết một bài báo về cái thành phố zombie này. Mà ai ngờ đâu á, vào đây thì không ra được, rồi tôi mắc kẹt ở đây tận một tháng trời nữa. Hả? Nhà báo hả? Trời ơi, bạn gan dạ thiệt luôn á. Tính ra cái thành phố zombie này nè, mọi người trốn còn không hết. Người ta đã phong tỏa cái thành phố này lại rồi, sau đó là mọi người đều đi ra nơi an toàn rồi. Mà bạn tự nhiên không lại cắm đầu vô trong cái chỗ mà nguy hiểm nó làm gì trời. Đúng không mọi người? Tôi biết đâu, đúng tôi chỉ viết một bài báo thôi mà. Nhưng mà cứ thế này, chắc là tôi sẽ bị cắn. Sau đó tôi sẽ trở thành zombie mất. Thôi được rồi, bạn ồn ào quá à. Đúng là con gái lúc nào cũng khóc nhè hết á. Đây, mình nói bạn nghe nè. Bây giờ á thì bạn đã lỡ vào trong thành phố này rồi. Thì tôi sẽ nói với bạn một tin buồn. Đó chính là bạn sẽ không thể nào thoát ra khỏi cái thành phố này đâu. Bởi vì zombie xung quanh thành phố này rất là đông. Và bọn chúng còn biết bơi nữa. Trời ơi, tự nhiên hay không bạn lại lao đầu vào cái chỗ nguy hiểm để làm gì không biết. Zombie biết bơi á hả? Đúng rồi. Làm giờ làm thế nào để thoát ra khỏi đây? Mọi người có kế hoạch để thoát ra khỏi đây chưa? Chứ không ở đây thì làm sao mà sống được? Trời đất ơi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nếu mà có cách thoát khỏi thì tụi tôi thoát khỏi từ lâu rồi. Chứ ngồi nghĩ sao, ngồi xây nhà xây cửa đây đúng không bạn? Đúng rồi. Đây, mình nói bạn nghe nè, bọn mình cũng là những người đang bị kẹt ở trong cái thành phố zombie này. Đó, chính vì như vậy á, bọn mình đã lập thành một cái đội như thế này nè, và xây dựng một cái căn cứ ở chỗ này để có thể trốn tránh bọn zombie. Có thể là nói là như vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn bạn có vẻ không có nơi nào để về nữa rồi. Thôi thì bạn ở lại đây với bọn mình đi. Chúng ta sẽ cùng nhau lập thành một cái tổ đội để cùng nhau chống chọi qua cái đại dịch zombie này. Bạn thấy sao? Các bạn cho phép tôi ở đây đó hả? Tôi tham gia được hả? Trời. Được chứ, trời, chúng ta đều là con người với nhau mà. Mà trong cái thời điểm mà zombie tấn công như thế này, có thêm đồng đội thì càng tốt chứ sao, đúng không mọi người? Đúng rồi. May quá, tôi cứ sợ tôi sẽ không thể sống ở đây được chứ. Vậy là tụi mình có thêm một người mới rồi. Yeah. Khoan, từ từ. Bây giờ, chết trời mưa rồi. Thôi, bây giờ chúng ta cùng nhau lên nhà đi. Đứng đây nói chuyện một hồi nữa là zombie bọn nó nghe được mùi của chúng ta đó. Nhanh lên. Vô đây. Đi thôi. Nè. Ok rồi, bấm thang máy nha. Ê, tiếp. Ok, lên trên nào.
Đây bạn, bạn vào đây. Đây, tôi xin giới thiệu với bạn, đây chính là căn cứ của chúng tôi. Tính đến nay thì bọn tôi cũng đã ở đây được hình như là chắc cũng được nửa năm rồi đó. Mà có thêm bạn nữa chắc là sẽ càng đông càng vui. Trời ơi, đây là căn cứ của các bạn à? Mình không tin được luôn á. Trời ơi, trong cái thành phố zombie nhiều và đông như này mà các bạn có thể xây được một căn cứ đẹp mà nó lại còn hiện đại như này hả? Thôi tất nhiên rồi. Thì nói chung là chống chọi zombie thì chống chọi chứ, chỗ ở lúc nào cũng cần phải tươm tất và sạch sẽ đẹp đẽ chứ, đúng không mọi người? Được rồi, bây giờ tôi nghĩ là như thế này nè. Ở trong cái thành phố zombie này mà cậu không có vũ khí á thì sẽ rất là nguy hiểm luôn. Đây để tôi một tí. Ở chỗ này tôi có một cái rương đựng vũ khí nè. Ở trong đây có một cây rìu nè. Đây bạn dùng cây rìu này đi. Ui. Ê nhưng mà con gái cầm rìu này có được không? Dạ nhìn nó có đáng sợ không? Bình thường mà mình dùng bây súng giờ, mà không biết. Bây giờ bạn muốn gọi là nhìn đáng sợ hay là bạn muốn bị zombie ăn thịt đây? Mình đáng sợ, mình chấp nhận đáng sợ. Được rồi, ở chỗ này mình còn có thêm vũ khí nè. Mình nghĩ rằng là chắc là bạn sẽ hợp với cây súng này. Đây, bạn hãy sử dụng thử cây súng này đi. Ồ. Ồ, súng này nhìn đẹp rồi vậy. Đúng rồi đó. Ê, nè. Đừng có chĩa súng lung tung nha, ghê quá. Không được chĩa súng lung tung nha, trời ơi, súng là để bắn zombie, không phải là để gọi là bạn chĩa lung tung quậy quậy như vậy đâu nha, không được nha. À mà khoan, từ qua đây, mình quên mất. Xin giới thiệu với bạn, ở đây có một chú cún. Xin giới thiệu bạn, đây tên là bé Mưa, rất là dễ thương luôn đúng không? Trời ơi, cô bé này trời. Nhất gọi là quân đoàn của tụi mình luôn á. Đúng rồi, thành viên dễ thương nhất đó nha. À mà khoan đã. À, tính ra ha là bạn tên là gì vậy? Từ nãy giờ chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau luôn á. Ừ ha, nãy giờ tôi thắc mắc luôn á. Đúng rồi. À, giới thiệu với mọi người, mình tên là Camui, là một gì ta nhà báo gọi là kiêm học sinh giỏi. Ok, nhà báo hả? Ok, nhà báo thì mình biết rồi, còn cái học sinh giỏi thì bạn học giỏi thiệt không vậy? Thiệt không? Đó, mình đến trường mình luôn. Mình cho bạn biết nha, 5 cộng 5 bằng 10. Mình tính nhanh chưa giỏi nữa. Ghê. Thôi được rồi, xàm quá. Bây giờ chúng ta ngồi xuống đây đi. Mình có một vài chuyện muốn hỏi bạn nè, ngồi xuống. À nè Camui nè, tôi muốn hỏi cậu á là ở ngoài thế giới ngoài kia là mọi thứ tình hình như thế nào rồi? Ở ngoài kia có đang bị zombie tấn công hay không, hay là chỉ có mỗi thành phố này là bị zombie tấn công thôi? Trời ơi, chắc là do mọi người ở trong đây nên mọi người không biết đúng không? Ngoài kia thế giới vẫn rất là tươi đẹp, cuộc sống rất là hạnh phúc luôn. Chẳng qua chỉ có ở cái thành phố này á nó mới có zombie thôi, chứ bên ngoài không có con nào luôn hết á. À thì ra vậy hả? Trời ơi, tôi cũng đoán đúng rồi. Tính ra nha là cái thành phố này á, không hiểu sao tự nhiên lại xuất hiện zombie, và thế là cái thành phố này bị phong tỏa lại luôn. Tôi cũng không biết bây giờ gia đình của tôi đang ở đâu, đang như thế nào nữa. Mà thiệt khổ luôn á, tại sao thế giới bên ngoài kia đang rất là yên bình, không bị chuyện gì hết, mà có mỗi cái thành phố này lại bị zombie tấn công ta. Kỳ ghê luôn ha. Ủa? Tôi cũng chả biết nữa. Nhưng mà lúc tôi vào đây á, tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ viết được một bài báo. Khi vào đây, trời ơi, thì tất những người ở bên ngoài sẽ rất là ngưỡng mộ tôi. Tôi sẽ có một bài báo để đời. Nhưng mà ai ngờ khi vào đây rồi thì không có ra được, rồi lại còn bị mắc kẹt nữa. Trời ơi. Ê, tính ra nha, bạn là con gái mà bạn cũng can đảm ghê luôn á. Cái thành phố zombie mà bạn còn dám vào nữa mà. Ủa, nhưng mà khoan, bạn bị kẹt ở đây mà bị kẹt bao lâu rồi? Tôi bị kẹt ở đây 1 tháng trời rồi à. 1 tháng trời lận á. Một tháng trời? Ủa khoan, vậy là bạn sống một mình ở đây 1 tháng trời luôn hả? Thì tôi ơi. Thật ra ở phía bên ngoài á, tôi cũng có một cái căn nhà, nhưng mà chỉ là không được như của mọi người thôi. Nhưng mà ở đấy cũng có nhiều đồ vật dụng lắm nha. Có đồ ăn này, nước uống này, rồi có cả vũ khí nữa. Hay là bây giờ mọi người cùng tôi đi đến đấy đi. Mình đi lấy những cái đồ đấy đi. Nghe hay á không? Đi, bây giờ mình thiếu lương thực quá trời đất luôn. Mấy bữa nay tôi đói quá. Đúng rồi, đồ ăn. Thôi, không được đâu. Tôi nói mấy cậu nghe nè. Tính ra ở bên dưới chúng ta đã nuôi bò, nuôi gà rồi, thì cũng có đồ ăn rồi. Tự nhiên khi không đi ra ngoài làm gì cho nó nguy hiểm. Chỉ vì có mấy cái gói bim bim đồ ăn thôi mà mấy cậu phải đi ra ngoài sao? Zombie tấn công rồi sao, đúng không? Không được đâu. Thật ra ở đó không chỉ có đồ ăn của tôi đâu, ở đó còn có cả vật kỷ niệm của ba mẹ tôi để lại nữa. Hôm nay á, tôi đi ra ngoài sao bị zombie dí nè, nên là tôi không có kịp lấy nên là những cái đồ vật kỷ niệm đó vẫn đang ở nhà đó. Trời ơi. Thôi bạn ơi, không ơi, trời ơi, bạn này lắm luôn á. Không thấy vậy là cam
mới tội nghiệp hả? Trời đất ơi. Thì quá. Thôi được rồi. Tôi thì tôi cũng có gia đình, thì tôi cũng hiểu rằng là những cái vật kỷ niệm của gia đình nó rất là quan trọng. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ lần này thôi nha, lần sau là không được đi ra ngoài đâu á. Trời ơi, đi ra ngoài rồi. Đẹp trai trời. Rồi, được rồi, không cần phải nịnh tôi. Lo cái gì, tính ra ở đây tụi mình có 4 người lận, làm gì mà sợ zombie nữa đúng không? Nè, đúng rồi. Tôi nói cho cậu biết nha, hồi nãy chúng ta chỉ mới đánh nhau với 3 con zombie thôi mà đã mệt lắm luôn rồi đó. Bây giờ mà gặp tầm 10 con, 100 con thì chúng ta làm sao đối đầu lại đúng không? Thôi được rồi, chăm con thì chạy thôi chứ sao nữa. Nói hay lắm, chạy kịp không? Bạn nhắm bạn chạy kịp lại mấy với mấy con zombie không? Thôi được rồi, chạy không được thì thôi. Bây giờ như thế này nha, trước khi ra ngoài chúng ta còn phải trang bị vũ khí và áo giáp cho nó đàng hoàng một tí. Để tôi lấy vũ khí cho mọi người. Thiệt luôn á. Ok, để xem coi, ở đây chắc là mỗi người sẽ giữ một quả bơm đi. Để phòng trường hợp bọn zombie quá đông thì chúng ta phải chọi bơm bọn chúng. Đây, mỗi người một quả, lấy đi. Ok, rồi. Một quả bơm luôn hả? Tiếp theo nữa, tôi xem coi, đây, tôi sẽ lấy cho tôi 2 cây súng này của tôi nè. AK này dành cho Sim nè, còn súng này là dành cho Sam. Chắc là phải lấy thêm một cái súng phun lửa nữa. Hay, súng phun lửa là để khi nào mà zombie đông quá chúng sẽ dùng súng phun lửa để phun bọn chúng, hiểu không? Ui, cẩn thận đừng có phun ở đây nha, trời ơi. Trời ơi, may quá. Trời ơi, tôi lỡ tay. Cậu lo cẩn thận á, cậu nhắc tay cho cổ vô. Trời ơi, mày cháy luôn kìa ông nội. Trời ơi, tôi đâu cố ý đâu, tôi đâu cố ý đâu. Rồi nè, được rồi nè, bây giờ súng này của Sim nè, cầm đi. Còn súng này là của Sam. Okay. Đó. Thank you. Rồi, ok. Còn tôi. Súng hồi nãy mà đưa cho bạn rồi mà. Mình quên. Được rồi, bây giờ chắc là phải để cho Camu dẫn đường thôi. Đi, nhanh lên. Rồi, đi thôi. Đi mọi người. Nhớ là phải gọi là giữ khoảng cách an toàn nha. Đi theo không kìa. Thì phải đưa theo bé mưa theo chứ, để nó còn đánh hơi được mùi zombie. Ok, rồi, đi xuống nào. Ok. Thiệt luôn á bạn ơi, mình không muốn đi một tí nào luôn á, nhưng mà nói chung nó cũng là đồ vật kỷ niệm của Camui với lại gia đình. Thôi thì đi cũng được. Ok, rồi đi. Mở cửa nè. Đâu ngoài đây nhanh lên. Mọi người cẩn thận nha. Đóng cửa lại. Rồi ok, nhớ là phải theo sát tôi, không được đi lạc đâu nha. Ok. Rồi, ok, đi thôi. Ủa Mui ơi, mọi người đi theo tôi sao ạ? Có gần tới nhà chưa? Trời ơi, bọn mình đi xa lắm rồi đó. Sắp tới rồi, còn một xíu nữa đi nè. Ok. Ui, chân quá. Ui, cẩn thận. Núp đi. Ôi, zombie kìa. Trời ơi, thấy chưa, tôi nói rồi mà, thế nào cũng sẽ gặp zombie thôi. Ôi, may quá, 1 con, 2 con, 3 con. May mà bọn chúng chưa phát hiện ra chúng ta đó, không thôi bọn chúng sẽ đến đây đó. Trời ơi, nguy hiểm thiệt. Ủa mà khoan. Bây giờ làm sao? Khoan. Ủa, từ nãy giờ chúng ta đi xa lắm rồi, Camui có gần tới nhà của bà chứ vậy? Bọn mình mà đi sâu hơn rồi, nữa là xong rồi. Đừng có lạc đường nha, lạc đường là chết tôi tụi mình á. Đúng rồi. Yên tâm, tôi không bao giờ lạc đường, tôi là nhà báo mà, tôi chuyên gia đi tìm những cái này, không bao giờ có thể lạc đường luôn. Rồi, được rồi, vậy mọi người đứng im đây nha. Ở chỗ này có tận 3 con zombie lận, tôi nghĩ rằng là một mình tôi cũng có thể chiến đấu bọn nó rồi. Mọi người đứng đây đi, tôi có súng phun lửa mà. Ok, để tôi phun lửa bọn nó. Đứng im đây nha. Ok, khoan từ. Bé Mưa nè, con ngồi im đây nha, không được đi lung tung nha. Con mà chạy theo anh là tí nữa anh phun lửa trúng bé Mưa luôn á. Ngồi im nha con. Để tôi chăm bé Mưa cho. Rồi, ok. Ê, zombie kia. Zombie nè. Ok, trời ơi, may quá mấy con zombie yếu xìu. Chơi vậy. Mọi người ơi, quá vậy? An toàn rồi, yên tâm. Ôi, may quá. Trời ơi, cái này là 3 con zombie còn đối phó được á, chứ gặp 30 con zombie là xong luôn á. Qua đây. Ui, còn một con. Trời ơi, hóa ra là 4 con zombie lận chứ phải là 3 con. Trời ơi, Mui ơi, từ nãy giờ là gặp 4 con zombie đó, gần tới nhà bà chưa vậy? Đi sâu hơn một tí nữa là đông hơn rồi đó. Đi rồi, đi theo tôi, sắp tôi. Đây, ở ngay trên này thôi, ngay trên này. Yên tâm, trên này là an toàn rồi. Leo đi, Sim Sam leo đi. Lên đi mọi người, lên bên này xong ơi, không phải bên đấy, bên này. Rồi, đây. Đây, đang leo lên nè. Ok, rồi. Được, đâu, nhà đâu? Thôi đi, ta là giới thiệu với mọi người căn cứ của tôi. Ủa, trời, cái này là cái nhà cậu của tôi đây hả? Trời ơi, cái nhà của cậu ngầu dữ vậy. Wow. Đâu. Ồ, nhìn cũng khá là an toàn ha, còn để thêm mấy cái hàng rào cái kiểu đó nè.
Đây nè, mọi người vào cẩn thận để tôi mở cửa cho mọi người. Ý à, cái chỗ này bình thường có mỗi một mình tôi à, nên là nó hơi chật, mọi người thông cảm nha. Ok, không sao, chui vô. Wow, tính ra là nhà của Camui ở trên cao như thế này cũng xịn phết đó chứ bộ. Có giường ngủ rồi, có thêm cả rương rồi, tủ đồ cái kiểu nè. Wow, xịn quá vậy. Nè, mọi người lấy đồ đi, đây là đồ ăn nè, để tôi tìm mẹ đồ của mẹ tôi ăn. Lâu lâu. Ui táo kìa, lâu chưa ăn táo rồi, thèm quá hả? Tính ra chỗ này cũng an toàn quá ha. Ở trên cao như thế này sẽ không sợ bị bọn zombie nghe được mùi, mà còn có thể quan sát được xung quanh nữa. Ui, Đúng rồi. Đẹp phết. Wow, tính ra đứng ở phía trên cao như thế này chúng ta có thể quan sát được xung quanh luôn nè. Xịn phết. Đúng quá à. Ở bên kia nhìn thấy có 4 con zombie kìa. Trời, nguy hiểm thiệt luôn á. Ở bên này cũng có 3 con nữa nè. Xung quanh này là zombie luôn. Tôi tìm được cái vật kỷ niệm của mẹ tôi rồi. Yeah. Đâu? Cho là cái gì đó? Cho tôi với. Em nói. Giới thiệu với mọi người. Đây nè, ta da. Ủa? Một con búp bê à? Búp bê. Đúng rồi. Giới thiệu với mọi người, búp bê này là do mẹ tôi làm á, làm theo hình tượng mẫu của mẹ tôi luôn. Mẹ tôi rất là thích mặc đồ màu hồng, rồi với cả cái mái tóc cũng màu nâu rồi dài nữa, giống hệt mẹ tôi luôn. Vậy là tôi đoán như thế này nha, là Camui giống ba hơn đúng không? Tại vì á là tôi nghĩ rằng là ba Camui sẽ có tóc màu cam giống Camui đúng không? Còn mẹ Camui thì mới có tóc màu nâu nè, đó. Đúng rồi nè, mày lại biết sao mà mẹ tôi đã làm tặng tôi cái bé búp bê này không? Tại vì ngày xưa khi tôi ngủ là tôi cứ hay bị giật mình nha. Với lại tôi cũng hay sợ bóng tối nữa, nên là mẹ tôi làm tặng tôi bé búp bê này để mỗi khi ngủ tôi có thể ôm bạn ý, và sau đó tôi sẽ ngủ một giấc thật là ngon lành. Nếu không có bé ý là tôi sẽ không ngủ được đâu á. Ok, hóa ra là như vậy. Vậy lần sau chắc tôi cũng phải kêu mẹ tôi làm cho tôi một con búp bê thế này mới được. Khoan tự, tôi là con trai mà ta, tôi đâu cần chơi búp bê. Đúng rồi. Làm một con siêu nhân giống ba tôi. Tôi sẽ kêu ba tôi làm tôi một con siêu nhân. Nghe hợp lý hơn rồi đó. Hợp lý hơn á, siêu nhỉ. Ok, rồi. Thôi được rồi, bây giờ là lấy được con búp bê nè. Tôi nghĩ rằng là mấy cái vật phẩm trong nhà bạn có cần lấy thêm gì nữa không? Có, hết luôn được rồi. Ok, vậy thôi, cứ lấy hết đi, đem về nhà chắc ăn. Có cái gì thì lấy luôn thôi. Đi. Ok, thì lấy hết nha. Giường ngủ nè, chậu hoa nè, lấy hết nha. Ok, rồi. Thôi được rồi, bây giờ đã lấy được vật kỷ niệm rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau về thôi. Chứ ở đây lâu hơn nữa là nguy hiểm đó nha. Trời tối là xong luôn á. Ok, đi về. Nhanh. Đi về đó. Mọi người đi cẩn thận nha. Rồi mọi người để tôi tí, để tôi check cam coi xem coi xung quanh có zombie không đã. Ok, nhìn xung quanh nè. Rồi, có vẻ là an toàn rồi đó. Không có zombie, đi thôi. Bé mưa nữa, bỏ rơi bé mưa hả? Quên. Mưa đứng dậy. Rồi ok, đi. Ok. Ai, cuối cùng cũng về tới nhà rồi, an toàn rồi. Mở cửa ra nè. Hôm nay mệt quá à. Mưa trong nhanh lên. Mưa ơi, đi vào trong con ơi. Nhìn gì vậy? Rồi, đóng cửa lại. Rồi. Ê, được rồi, bây giờ thì đã lấy được vật kỷ niệm của mẹ Camui tặng Camui đó. Vậy là yên tâm chưa? Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi, được rồi, bây giờ tôi sẽ lên trên và sẽ up một cái chỗ ngủ cho Camui. Từ nay Camui sẽ là thành viên thứ tư của đội biệt đội chống zombie chúng ta. Ok chưa nào? Rồi ok, thôi lên nhà. Nhanh lên. Tôi khá là mệt rồi đó. Rồi ok, cái giường để đây, giường màu xanh. Rồi, ok Camui ơi, từ nay chỗ này sẽ là chỗ ngủ của Camui nha. Yeah, tôi cảm ơn ông nha. Ok, rồi được rồi. Thôi được rồi, bây giờ mọi người tập trung lại nhanh lên. Tập trung lại đây. Nhanh lên. Tập trung. Đây. Tập trung. Bây giờ tôi muốn nói với mọi người như thế này, tôi đã suy nghĩ chuyện này rất là lâu rồi, cho nên hôm nay tôi muốn tập hợp mọi người lại đây. Tôi xin tự bầu với tôi lên làm đội trưởng của biệt đội team mình. Bởi vì có mỗi mình tôi trong team này là con trai thôi, mọi người thấy sao? Được không? Quá gì kỳ vậy, tôi cũng làm được nè, cho tôi làm đây. Ôi, không có được. Bây giờ trong team này có mỗi mình tôi là con trai. Thứ nhất là có mỗi mình tôi là con trai. Thứ hai nữa, tôi là người duy nhất có kỹ năng bắn súng với lại là phòng chống zombie, kỹ năng phòng chống zombie nhiều hơn. Cho nên là tôi tự bầu tôi lên làm chỉ huy. Chính vì như vậy, từ nay tôi sẽ tạo ra một cái khóa học kỹ năng phòng chống zombie. Và mọi người sẽ phải tập luyện nhiều hơn nữa. Chứ không có thể nào mà suốt ngày gặp zombie rồi ngồi khóc nhè như là mèo simi được. Mọi người hiểu không? Vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ là đội trưởng của biệt đội phòng chống zombie chúng ta. Mọi người có đồng ý không nào? Yes sir!